chợ Đông Bình, cá thác lát của chị Đào. Ủa lộn, hết 120. Hết 120, còn con ốc. Ốc cũng 120 thôi. Ốc cũng 120 luôn. Mình không quên cô chủ, mà cô chủ cũng không quên mình luôn nghe bạn. Dạ. Mình nhớ cái kênh gì không? Wow, 10 điểm luôn. Quá nhiều cá biển luôn nha các bạn. Cái chợ mình ngày xưa là phải cái chợ Phù Ly không con? Phù Ly này là Phù Ly này là tên của ai hả con? Em nghe Phù Ly, Phù Ly chứ nghe lạ quá. À, em thấy cầu Phù Ly rồi. À, cá sơn, cá mè gỗ, cá nâu, cá hồng vện, cá cơm, cá tốt, cá sát sọc hả? 38 ngàn. Xin chào một cô xinh đẹp. Mình mua cái gì hả cô? Cái cá nè. Một rau là mấy tiền, mấy ngàn hả cô? 17 ngàn. Đây là phía trước đường dẫn vào chợ Phù Ly nè các bạn. Ta đi theo hướng này thì tới cầu Dừa qua thị xã Bình Minh khoảng 3 km nha các bạn. Mấy bên tay trái là cầu Phù Ly dẫn về khoảng 10 hoặc 11 km gì nữa tới thị trấn Trà Ôn. Đây có một bà đang làm gì nè, không biết nữa. Bà không thấy đường hả? Hôm nay bà nhiêu tuổi vậy? Bà được nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi hả? Sao mấy tuổi? Bà không biết bà nhiêu tuổi luôn nha các bạn. Bà cười dễ thương quá nha. Cái này là cái gì vậy? Đồng. Đồng mới cho tôi qua tận. Dây đồng hả? Dây đồng thấp hơn. Để bà đem đi bán hả? Như đây bà bán chừng nhiêu tiền? Bán có tiền là mua cơm ăn hả? Nhà bà ở đâu? Cái là cái đấu hả? Đấu là mở cháu á. Mở cháu là ở đâu? Xa không? Gần triệu hả? À? Bà còn có bà có con cháu gì không? Bà đi nuôi chị cháu tôi là bà chị ông nuôi tôi mà. À bà nhà. Bà nuôi bà. Bà nói gì à, mình cũng không hiểu luôn nghe các bạn. Bà nuôi cho tôi. Bà nuôi. À bà ở với ai? Ở với chị dâu. Ở với bà đó. Ở với bà. Bà còn thấy đường không? Bà hình như bà lãng tay luôn rồi các bạn. Thấy đường. Thấy đường hả? Dạ. Thấy đường trơn hả? À. Thấy đường trơn hả? Dạ. Bác cái đường trơn là chú ơi. Dạ. Thấy đường trơn hả? À. Dạ. Có kiến mang vô nữa. Bà có con cháu gì không? Bà có con cháu không? Dạ. Dạ. Ừ. Có trơn chú ơi. Dạ. Bà thấy đoàn nghiệp quá các bạn. Đã chịu rồi, quá trời luôn mà chịu rồi. Dạ. Hãy quá trời luôn mà chịu rồi. Còn con gửi tặng bạn 100 ngàn để dành mua cơm ăn nha. Dạ. Bà ở đâu bà không biết địa chỉ ở đâu luôn nha các bạn. Ở rồi, đi đâu? Ở đâu kìa? Đi đâu tôi đâu biết. Mua cơm
bà ở đâu chị biết không nghe vậy? Bên sông bên kia hả? Bà mình lên hả? Bà có con cháu gì không chị? À chị dâu. Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Chúc chị mua may bán đắt nha. Em là YouTube Chí Xe TV. Dạ. Mời các bạn cùng vào trong chợ tham quan chợ với Chiếc Xe TV nha. Cũng hơn 3 tháng rồi các bạn, chiếc xe mới quay lại chợ Đông Bình. Đầu đường bán trái cây cũng rất là nhiều nè các bạn. Thấy bà cô đó thương quá các bạn. Bánh mì, heo quay. Bánh này bánh gì không biết nữa. Bánh kẹp quá. Này bánh kẹp hả cô? Rồi bánh này gì vậy cô? Bánh trứng hả? Wow, cho em xem bánh này. Đó, đây là coi cách cô ấy làm bánh nè các bạn. Ở đây chợ Đông Bình của Bình Minh nha các bạn. Rồi chắc nó lẽ là chín rồi, thơm quá. Cái như vậy là mình bán chừng nhiêu tiền hả cô? 5.000. Quá rẻ luôn. Độ cái bánh rất là lâu nha các bạn, mà cô chỉ bán có 5.000 thôi nha. Các bạn có một lần đi tham quan du lịch gì đó hay dừng chân tại chợ Đông Bình này thì mua một cái bánh thưởng thức ủng hộ cô, quá rẻ. Chúc cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ, YouTube Chí Xe TV. Dạ, đây là kênh YouTube đó. Dạ, cảm ơn cô. Bên đó thì mấy cô bán trái cây. Cái mùa tháng giêng này hầu như mấy cái khu chợ chợ nào cũng bán chậm lắm nha các bạn. Không biết cái khu chợ này bà con mình tiểu thương mình mua bán như thế nào ha. Mỗi cái mặt hàng trái cây thì các cô có để cái giá sẵn nè các bạn. Mình nhìn vậy là biết mình ở loại nào thì mình chọn loại đó. Các quả lọc, táo, gì, xoài gì nè. Đó, nhiều các loại mặt hàng. Có một cô bé dễ thương chuyên bán trái cây ở chợ Đông Bình. Các bạn có tới đây thì có muốn ăn trái cây thì vào để đây ủng hộ cô bé dễ thương. Chúc cô bé luôn mua may bán đắt nha. Chú là YouTube Chí Xe TV. Bên đây cũng có bán trái cây, có bán mấy cái mặt hàng gia dụng nè các bạn. Em thấy người ta để cái lo, mình không để lo anh. Quên nhà ba bộ trăm. Wow, quá rẻ luôn nha các bạn. Bây giờ mình con em mình chọn cái nào thì mình chọn mình mua luôn chứ khỏi cần may giống như hồi xa xưa nữa. Quá rẻ luôn, 100.000 tính ra chưa may được cái bộ đồ, tiền bộ đồ nữa. Dạ, cầu mong cho anh ngày nào cũng mua may bán đắt nghe. Dạ. Tin. Tính qua đây coi cho các bạn xem cái gì bên đây. À, quá đẹp, quá thơm luôn. Bánh này gọi là bánh gì hả cô? Bánh bò bía. Bánh bò bía. Cái đó chắc nhưng dừa quá. Cuộn lại. Một cái vậy là mình bán nhiêu tiền hả cô? 8.000. Mình làm chắc bằng bột gạo hay bột gì cô? Dạ, bột mì, bột gạo, mấy gì bỏ dạ. Em chúc cô luôn mua bài bán đắt nha. Đen, bánh lọt, tàu hủ. Đây là bán bông hoa trái cây các bạn.
cam, bánh bò, xôi, quá nhiều luôn. Là em làm YouTube. Ủa cái bánh gì có cái mọc màu đỏ hả cô? Cái này là cô? Cái đó bánh bao chai. Bánh bao chai hả? Bánh bao chai. Dạ, nhớ nhiều bánh hương. Dạ. Chúc cô mua may bán đắt nghe. Mì, bánh quần áo. Đây có cô bán dạo, bán gạo làng, trứng 20k chục. Sáng giờ mình bán đắt không cô? Cũng bán đắt. Cũng bán đắt. Yeah. Bán luôn, đây bán được hoài vậy đó. Gạo làng mình bán lọn hả cô? Lọn, một lọn vậy là 5 ngàn. Là nó được nửa ký không cô? Nửa ký à? Dạ. Em chúc cô ngày nào cũng bán đắt vậy. Dạ. Dạ. Rồi. 20k một ký. Đó. Bắp. Con Thái đổi 3 bộ 100. Quá rẻ luôn. Đây là bán hiệu của chợ Đông Bình nè các bạn, thuộc khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, của tỉnh Vĩnh Long. Phía trước thì bán quần áo không nha các bạn. Dưa hấu. Em đi làm YouTube cho mọi người xem. Đốt lửa than chuẩn bị nướng thịt. Nướng chuối hả cô? Chuối nướng hả? Các bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ chia sẻ với các bạn. Hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đến công dân trên địa bàn phường như sau. Thời gian từ 7:30 khoảng đầu 50k, táo 20, nho, tàu hũ. Wow, quá thơm luôn. Thơm cực kỳ thơm. Quá thơm luôn. Cái hộp đó là hộp gì hả? Còn chân trâu hả? À, tự mình làm ha. Lá dứa nè hả cô? Này vậy thơm quá trời. Một ly như vậy là mình bán mấy ngàn hả cô? 7 ngàn hả? Quá rẻ luôn. Vậy có ở chợ quê tôi mới rẻ giống vậy các bạn. Dạ.
Em chúc cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ, các bạn một lần đến đây với chợ Đông Bình, ghé vào đây thưởng thức cái món tàu hũ nóng. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Gà nhúc này có cái đọt không nghe các bạn. Là không, mình không có sợ già nha, chỉ cô chỉ bán lắc cái đọt không à. Mình bán ký hay mình bán lọn ha cô? À, một lọn như thế này mình bán 10.000 ha. Có bán trứng cây nhà lá dừa, một cá lóc có khô. Sáng giờ cô bán đắt không? Không có sao, còn sớm mà, hơi chậm tí xíu thôi chứ không có ế. Đó, có bà cô lại ủng hộ. Dưa leo mấy ngàn cô? 10.000 ký, quá rẻ luôn. Wow, dưa leo ngon không ha? Dạ. Thấy dưa leo nó đều đều với chất lượng. Dạ, không phân thuốc gì hết nha. Rồi, em chúc cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Đó, bà cô bên đó bán đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh gì lắm chứ. Thấy không nhúc? À, đây em quay xong hả? Rất mong công dân trên địa bàn phường Tân Thuận phối hợp thực hiện. Trưởng công an phường, trung tá Nguyễn Thanh Sơn. Dạ. Cô quán đắt quá. Cái xe của cô nhìn đủ màu hết trơn, đẹp quá. Xôi đậu, xôi an phường Tân Thuận thông báo về việc đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đến công dân trên địa bàn phường Duy Tân. Bán không kịp luôn. 10k thôi, chỉ 10k là một gói xôi. 5.000 hả? Trời ơi quá rẻ, tưởng là 10.000 không. Ai nhẹ có 5.000 nghe các bạn. Thôi, chỉ có quê tôi mới rẻ giống vậy nha. Bây giờ là thôi vậy, bánh bò, bánh chuối quá đẹp luôn, quá thơm. Chúc chị ngày nào cũng mua may bán đắt nha. À, em là YouTube Chí Xe TV. Dạ. Mời công dân đi đăng ký hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn phường Đông Thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các thủ tục hành chính, tích hợp các giấy tờ cá nhân vào thẻ căn cước công dân. Công an phường Đông Thuận thông báo về việc đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đến công dân trên địa bàn phường như sau. Thời gian từ 7:30 đến 17 giờ các ngày 11, 12, 13 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư. Quá thơm. Tại công an phường Đông Thuận, bún bì, bì bún. Này là bún bì hả bì bún? Dạ. Dạ. Em chúc cô ngày nào cũng mua bán đắt nha. Còn có trả lụa nha các bạn. Là có thằng ngồi khám chữa bệnh, mua bán đất đai, vân vân. Rất mong công dân trên địa bàn phường Đông Thuận phối hợp. Bao chiên, bánh tiêu, xôi giò. Quá. Sáng giờ mình bán được không cô? Dạ. Chúc bán đắt à. Dạ, còn chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha. Và mua cắt ban đầu. Quá trời đẹp quá vậy, nhìn được các bạn. Ngon lắm nha. Dạ. Dạ. Dạ không. Quá bánh mì quá ngon. À, ba đang làm luôn nghe các bạn. Ủa bánh mì chay dữ quá. Dạ em đi làm YouTube cho mọi người xem. Em là Chí Xe TV.
Bánh nhọn nhọn là bánh gì hả cô? Dạ, này bánh cúng. Bánh cúng hả? Dạ. Bánh cúng, bánh tét, bánh bồng làng, bánh in, quá nhiều. Sáng giờ chị bán đắt không? Bán được. Cầu mong cho chị ngày nào cũng mua mai bán đắt nghe. Dạ, cảm ơn chị. Thiên đường ẩm thực luôn, bánh quá nhiều luôn các bạn ơi. Bên đây mấy cô bán trái cây quá đắt. Xoài quýt. Cốm dẹp. Cốm dẹp ngon. Dạ. Bên đây xoài mận. Mận chắc ăn mận ăn phước quá hả cô? Mận bây giờ mình bán 15.000 ký hả cô? À, ăn phước là hình như là nổi tiếng lắm nha các bạn. Mình bán mình phải ăn, mình review cho khán giả này xem chứ. Dạ thôi em chúc cô luôn mua bay bán đắt nha. Dạ cảm ơn cô. Có một cô bé xinh đẹp ủng hộ cơm dẹp. Nhiều kìa cô, nhiêu tiền? Nhiều kìa. 25 bịch. Bịch đó nửa ký 300 gram gì không cô? Nửa ký 25.000. Dạ. 350. À 350, 25k. Ba trăm rưỡi 25.000 là nhiều ký không biết nữa, nhân lên 3 lần 75.000 chắc 70.000 ký vậy. Và bên trong đây đang xây dựng nha các bạn, đang xây dựng thêm, nới rộng thêm nha các bạn. Rau củ quả. Má bán bánh bèo. Dạ, bánh bèo không ạ? Bánh bèo chứ chỉ. À chỉ. Cái này chỉ, chứ chậm cũng chỉ rồi đó. Dạ. Sáng giờ mình bán được nhiêu không má? Mấy chục hộp rồi mà má bán hết rồi, còn nhiêu đây à? Dạ, còn nhiêu hết rồi. Dạ, con chúc má luôn nhiều sức khỏe, ngày nào cũng mua bay bán đắt nha. Dạ, cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Dạ, nó đang làm mà. Đang xây dựng cho nên đổ cát rồi cũng chật chội lắm nha các bạn. Hiện tại là khoảng 7:30 sáng ngày 10 đây tháng 3, cũng nhằm mùng 1 tháng 2 âm lịch nha các bạn.
khoai lang 12 ngàn ký. Cá lồng đồng hôm nay mình nghe chợ mùng 1 mà mình bán được không chị? Dạ, giờ bán chậm cũng chắc. Dạ, hôm nay chắc mình tăng tương nhiều ha. Dạ. Dạ. Thôi em cũng cầu mong cho chị ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ. Rau củ mía, củ lùng. Này củ lùng hay củ năng hay gì cô? Củ lùng. Dạ. Sáng giờ mình bán được không cô? Chắc cũng bán lay gai ha. Dạ. Em chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha. Đó, cô bán. Làm cái gì ăn cái đó luôn. Bán mận thì ăn mận. Sáng giờ mình bán đắt không cô? Bán cũng vừa vừa. Ấy ấy. Vừa vừa. Ế mà ế vừa vừa đừng có ế quá là được rồi, ha. Thôi không sao, còn sớm mà chút xíu nữa tới nhiều người tới ủng hộ cô. Chúc cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ. À cô bán có 13.000 nha các bạn. Có chỗ bán 15.000 nhưng mà cô này bán rẻ lắm nha. Có 13.000 thôi. Rẻ lắm vậy nghe. Dạ. Mận của cô bán cô ăn thấy ngon không? Dạ. Nó giòn nó ngọt đó. Vừa bán vừa review cho khán giả xem luôn. Dạ. Yeah. Cái cô này bán đắt nè. Wow, một lỗ tiền luôn. Em là YouTube Chí Xe TV. Dạ. Yeah. Thôi em chúc mấy cô luôn khỏe mạnh, luôn mua bán đắt nha. Rau củ. Rau củ quả về được về hướng này hết khúc rồi các bạn. Lúc trước quay chưa có cái hướng này các bạn. Chai quá các bạn. Ngày mùng 1 cho nên bán đồ chai đắt quá. Quá nhiều đồ chai đắt. Còn 2 cây nữa nè cô. 2 cây chả. Thôi 2 cây này 40. Bạn cây 20 là 52 cái này 15 nữa. 267.000. Wow, mắm thơm quá. Ăn mắm đi. Mắm chai hả cô? Mắm chai cái này. Cái này này cho mắm lóc quá. Mắm lóc. Cái này mắm bầm. 406 của chị. Mắm chân ngục vịt. À, thì gọi là mắm chân ngục vịt đó. 67 hả? 10.000. 67. Cái nhỏ chứ được không? 67. 33 quên. Lỗ ngàn luôn. 5.000 dưới 3.000. Ngày mùng 1 cho nên mấy cô bán đồ chai đắt lắm nha các bạn. À, giờ chợ. Đúng rồi, thì lần trước năm qua thấy cái khúc này chưa có ai bán hết trơn ha. Mới giờ về ha. Dạ. À, chúc cô chủ là ngày nào cũng mua may bán đắt nghe. Dạ. Cho em hủ. Bảy chục ngàn. Không có quay đâu, không đẹp mà. Không có quay. Vậy đó hả? Không, mình không quay mặt mà quay đứng con chơi vậy. Hình ảnh không đẹp, ta xem là cự mình à. Đó, thấy à. Cái gian hàng bán cá. Đúng là wow.
cua đồng quá nhiều luôn các bạn ơi. Nghe nghe, vô cắn luôn nè. Này. Vô. Mấy em này quá. Em này hiền quá, không có em nào không giữ hết trơn. Em này em giữ nè. Quá nhiều cua đồng nha, bây giờ cua đồng nó cũng thấy hiếm rồi nha các bạn. Ớt. Cá. Quá nhiều, đó. 40.000. Quá rẻ. 40.000 à, nửa ký 200 mấy trăm gram cô. 250 gram 40.000, vậy là nhiêu, là 160 ký. Dạ, cua xay. Là 1 ký mình xay lại còn có nửa ký. Dạ, 1 ký. Dạ, mình lột. Thôi em ơi, chúc cô ngày nào cũng bán đắt. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV. Cái vô đi hồng cá chép anh chị ơi, mày vô. Cá thác lát luôn, cá thác lát nào tại chỗ luôn, nên các bạn ăn cá thác lát thì rất là yên tâm nha. Dạ, ở đây cô bán nguyên chất không nghe các bạn, nạo ra là bán liền, cho nên các bạn tới đây sử dụng cá thác lát của cô thì yên tâm, không có sợ mình là pha chế tạp chất gì hết nha. Dạ, chợ Đông Bình cá thác lát của chị Đào, chiên cá thác lát nạo. Bên cạnh đó cô còn có cá huy. Dạ, cá thác lát như vậy là mình bán nhiêu tiền ký hả cô? Dạ có 240 ơi. Quá rẻ luôn nghe. Nguyên si đang quà. Nguyên si mình về mình nấu lẩu làm chả làm giòn hủ qua gì cũng được nha các bạn. Dạ. Thôi em chúc cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi lại tôi mua 2 ký thác. Dạ. 155.000 à, quá rẻ luôn. Mực tươi. Chân gà, cá đói, tôm thẻ, tôm sú, tôm càng, quá trời luôn nha. Và đầu cá hồi, mấy con chuột, có một cô chủ xinh đẹp chuyên bán thịt chuột. Em là người bán xuống hào là trời quay đó nhá. À sao nhìn khác vậy ta? Khác không? Hôm trước có cái nón lá nữa. Rồi bữa nay đây chưa có nắng em không có đội. À đúng rồi. Chợ này rồi đâu có nắng nữa. Mà lần này đẹp hơn lần trước luôn. Đẹp hơn hả? Thiệt. Dạ. Quay năm rồi. Cảm ơn anh nha. Em có hết nữa nè, quay hết. Dạ hết luôn. Con chuột đó mình bán nhiêu ký hả cô? À, chuột này chuột dừa em bán 130 đi. Chuột con chuột cây dừa, cây dừa hả? Đặt trên cây dừa anh. Cái tươi lắm. 130. Còn hết. Hàng gì nhìn không ra luôn. Em là bán xuống hào bán ra cũng. Nhớ rồi. Đó, đội cái nón lá trong một bộ đồ màu hơi hơi vàng vàng. Đúng rồi trời, nhớ hay quá vậy. Nhớ tới bây giờ. Hay vậy? Mình đã không quên hả? Giờ cần lấy cái nón lá đội lên không? Con hến này mình bán nhiêu ký hả cô? À, hến 130. Của động hến 120. Hến 120, còn con dạ. Ốc. Ốc cũng 120 anh ơi. Ốc cũng 120 luôn. Dạ. Mình không không quên cô chủ mà cô chủ cũng không quên mình luôn nghe bạn. Dạ. 50 thôi 150. Mày nhớ cái kênh gì không? Anh là Chí Xe TV. Wow. 10 điểm luôn. 10 điểm luôn. Đang mắc bán chứ không mắc bán thì mời chị một ly cà phê luôn. Dạ thôi chúc chị ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Cảm ơn anh nha. Dạ các bạn có một lần tới đây thì có
hến nè các bạn. Ai thấy gần chợ đó mình là ủng hộ em nha. Con hến mình thấy nó đơn giản lắm các bạn, nhưng mà thật ra nó là một trong những món đặc sản của miền Tây sông nước nha các bạn. Công phu lắm mới được vậy. Từ thở ông bà ta đã có sử dụng con hến, ăn con hến này rồi mà lớn lên nhiều lắm nha các bạn. Chính bản thân chiếc xe TV cũng từng ăn con hến nha. Dạ, còn có chuột nữa. Dạ, thôi cảm ơn cô đã chia sẻ nha. Dạ. Dạ. Đây là dao mũ. Đây là cái mặt hàng rau các bạn. Cô này bán rau bán đắt lắm nha các bạn. Đây gan lạc thô các bạn. Ồ. Cá chạch. Cá dồ con hả cô? Cá lăng hơ. Cá lăng hơ hả? Hơi giống cá dồ vậy? Cá lăng hơ vậy mình bán nhiều tiền không cô? Gửi cái cá này khô khô ăn chắc béo lắm mà ha. Dạ, em chúc cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ. Quá nhiều cá biển luôn nha các bạn. Một anh trai chuyên bán cá biển ở tại chợ Đông Bình. Trứng vịt 22.000 một trứng tươi luôn chứ không có khô nha. Hồng vịt tươi, hồng vịt tươi không hồng vịt khô. Ôi ca hồng vịt lộn. Một cô chủ xinh đẹp, sáng giờ mình bán được nhiều không cô? Dạ. Cái tháng Tết, cái tháng giêng này thường thường các khu chợ bán chậm lắm, nhưng mà riêng cái chợ của mình thì sáng giờ em thấy bán nhộn nhịp. Dạ. Dạ thường thường qua tháng giêng này nè, qua Tết là bán chậm lắm, mình nói chậm đi đấy. Sao mình nói vậy mà? Dạ. Người ta chưa mua chứ mẹ. Dạ chưa mua chứ mẹ. Dạ. Cái chợ mình ngày xưa là phải cái chợ Phù Ly không con? À, chợ Phù Ly bây giờ là chợ Đông Bình. Phù Ly này là Phù Ly này là tên của ai hả cô? Ông Rạnh hồi xưa tới giờ. Em nghe Phù Ly chứ nghe lạ quá. Cái tên hồi xưa tới giờ ta đặt thành sao nói vậy? Để cầu Phù Ly đó. À em thấy cầu Phù Ly rồi. Bây giờ là cái chợ Đông Bình. Chợ Đông Bình. Chợ Đông Bình mới sửa lại là gần đây hay lâu rồi con? Sửa là cũng mới đây à, bây giờ sửa lên chặt nữa nè. Giờ đang sửa lại đó. Sửa là chợ gì, tên gì nữa? Thì không phải sửa chợ, không phải là sửa tên. À sửa chợ ha. Nâng cấp chợ lên. Dạ đó, bên đấy em thấy nâng cấp lên đó. Mình ở đây mình đang ở trên đà phát triển, bà con mình cũng bán so với mấy cái chợ khác là nhộn nhịp lắm. Dạ. Không bao lâu nữa bảo đảm với cô là ở đây hiện tại là cái khóm phải không? Cái khóm An Thuận phải không? Bây giờ là lên cái phường. Phường. Phường An Thuận à. Không bao lâu nữa ở chỗ này sẽ lên một cấp bậc nữa. Dạ. Thôi em cũng cầu mong cho cô ngày nào cũng mua mai bán đắt. Dạ em là Chí Xe TV. Trong YouTube. YouTube đó. À, cô giữ tờ đi cơ chiều cô có buồn à, xem. Có lên cho bắt cô. Dạ chiều 6 giờ là có hả cô? Ừ, dạ. 6 giờ mấy gì đó cô bắt lên là có hả? Dạ, em cảm ơn cô. Đó. Ca lắc lắc nạo. Ở đây mấy cô nạo tại chỗ không nghe các bạn.
trước mình ngồi chợt dưới đất không, lần này quay lại đây thì thấy có cái bậc này rồi. À, lúc trước là thấy anh trai này mình mẩy ướt nhẹp cá quậy tè le ra hết trơn. Lúc này cũng vậy hả? À? Cũng ướt hả? À? Lúc trước hình như là chung với bà xã mà phải không? Rồi bả đâu rồi? Ở đây hả? À? À, trời, cái quên. Bạn ngồi cách một người không dám hỏi. Rồi, chúc hai anh chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Đắt rồi đó. Đó. Wow, mới vừa chút cái cọc tiền luôn. Hy vọng ngày nào cũng vô cọc vậy nha. Này cái chạch cái gì nè các bạn? Cái chạch, ổ cái chê cái gì á? Cái chê, chứ không phải cái chạch. Đó. Mua bán mà bỏ đi không là biết bán đắt lắm rồi đó. Cái chèn nó chốt vậy nè. Cái chèn. Quay. Tôm đi cô ơi, cá đi cô ơi. Hãy vô. Đó, một con cá lóc nhỏ đi. Mình sang một khu vực khác nha các bạn. Cá biển, hồ, mắm. À. Tôm, cá biển, thép, sáng giờ mình bán được không con? Chậm. Bữa nay mùng 1 mà. Đa số này người ta ăn cơm nhiều á. Dạ, thôi dù sao thì cũng chúc cô ngày nào cũng mua mai bán đắt nha. Gào củ. Bên đây là mấy cái sạp bán thịt nha các bạn. Quay luôn heo quay ông tượng to quá. Nó lăn 10.000 trăm cá lóc cũng 10.000 luôn. Vậy ông nội quay lên mà. Là làm YouTube cho mọi người xem. Nó lăn. Cá chép. Lường chim bông sữa đỏ luôn, nấu một đồ canh chua luôn. Wow, cá siêu to khổng lồ luôn, cá chè quá, chè siêu to luôn. Này cá thiên nhiên hay cá nuôi con? Cá thiên nhiên. Wow, vậy là sao bắt được con cá này hay vậy con? Lăng mé đi xong nghe. Cá thiên nhiên chắc lại là bán mắc hơn cá nuôi vậy. 40.000 ký. Ủa cái đuôi cũng cỡ đó à? Ủa cá thiên nhiên đáng lẽ ra mắc hơn phải chứ? Cá thiên nhiên nó ngon hơn. À, phải mắc hơn cái đuôi không phải chứ? Ừ, mắc hơn nó cũng bán giá vậy à. Cũng giá vậy à? Tại vì cái này cái nhà mình làm. À, chứ mình không ai mua đi bán lại. Dạ. Cá cơm. Cá chốt.
Cái này là cá sông nè hả má? Con cá này còn cá mè gỗ không á? Đúng rồi, cá mè gỗ. À, giống như người ta có tên gọi gì khác nữa ha? Đó là cá mè gỗ hồng vện. Hồng vện hả con? Còn đúng con rồi. Cá này là con cá hồng vện. Cá hồng vện khác hả? Đó, cá hồng con này là con mè gỗ nè, hồi nhỏ cá nâu nè. Lấy gỗ ưa xúc con cá này chơi nè. À, còn con này là con mè gỗ đó. Con mè gỗ. Ba đứa cá nè, con này cá sơn. Cá sơn. Đó, con cá sơn. Đó, cá sơn. À, cá sơn, cá mè gỗ, cá nâu, cá hồng vện. Cá hồng vện. Này là cá cơm. Cá cơm. Cá chốt. Cá sát. Cá sóc sọc á. Cá sát sọc hả? Ờ, ta kêu cá sóc sọc. Giống cá chốt quá vậy? Không phải. Chốt gì kìa. Cá chốt khác hơn. Toàn là đặc sản miền Tây sông nước. Sáng giờ má bán được nhiều không? Bán 1 triệu à. Ít triệu. Bữa nay, bữa sao không? Bữa nay bùng một á. Ăn chay nhiều á. Ờ, bữa nay ăn chay nhiều. Nay đầu tháng nè. Bán chậm á. Dạ. Cái này là má làm sao má có được cái này má bán, má mua đi bán lại ha làm. Ở nhà má đi bắt hả? Ở nhà chạy đấy. À, đóng đáy xong ha. Ờ, chạy đấy xong. Dạ. Yeah. Bữa nào cũng bắt bán vậy đó. Dạ. Yeah. Này bán hết rồi, còn nhiêu đây hả má? Rồi, còn nhiêu đó hết rồi. Dạ. Yeah. Thôi, con còn chúc cho má ngày nào cũng dồi dào sức khỏe. Ra đây là phải mua may bán đắt. Dạ, cảm ơn. Yeah. Con là YouTube Chí Xe TV. Cậu ở đâu? Yeah. Ở Vĩnh Long, dạ, yeah. Chí Xe TV. Dạ hai anh chị thì vẫn còn ngồi để bán cá lóc đã gần 1 năm rồi, cũng thấy anh chị bán cá lóc bình thường ở đây nha các bạn. Đó là gà vịt. Cá lóc, cá chê, cá gô. Một anh trai giỏi luôn. 38 ngàn. Xin chào một cô xinh đẹp. Mình mua gì hả cô? Cá chê đồng. Thêm mua cái gì về nấu canh chua luôn. Về kho tiêu. Về kho tiêu. Đó. Hai con cá chay đồng có 38 ngàn thôi. Ôi, quá ngon, quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn, chỉ có quê tôi mới rẻ giống như thế này nha các bạn. Dạ. 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 Tôi là YouTube Chí Xe TV. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Có một chị bán cá lòng tông. Đặc sản miền Tây sông nước. Cá phi. Giao cũ. Yeah, chào chị lột bắp. Bắp sống luôn, lột ra bán chắc đây là chị bán 1 ký hay gì nè các bạn. Bắp trắng, bắp vàng nha. Bán chuối, bán ấu. Xoài. Bán mà lo 8 không mà biết. Mấy gì bán đắt lắm rồi đó. Sáng giờ gì bán nhiều không? Sáng giờ bán chậm quá à chú ơi. Hàng thì gì bán bên đây ngó qua bên kia không. Dạ. Gì bán gì nào? Khoai lang, giọt lan, bồ ngót. Đó rồi. Cái này chắc ở nhà mình hái ra luôn hả con? Mua đi bán lại, ngày kiếm chừng vài 300 thôi cũng được. Được sao nha, cái miệng chú thì cũng đỡ rồi. Rồi, dù sao đi nữa thì em chúc cô ngày nào cũng giàu giàu sức khỏe. Mỗi ngày ra đây đều mua may bán đắt. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV nha. Chí Xe TV. Dạ. Bỏ uổng. Bịch gạo luôn. Ủa gạo này gạo gì hả cô? Cải hả? Cần ô. Cần ô, wow. Như gạo muống.
đó. Cô mua về cô nhúng lẩu chay, nghĩa là hôm nay cô ăn chay. À. Theo giờ luôn. Cho cô đi qua luôn, bị kẹt xe luôn. À. Ừ, quên luôn. Lo quay phim nói chuyện không quên luôn. Một gao là mấy tiền, mấy ngàn hả cô? 17 ngàn. Qua quá rẻ luôn, một bọc bự luôn. Hai trái cà tím bỏ lên cân. Hai trái cà tím 8 ngàn, ba trái cà chua 4 ngàn, đó 12 ngàn. Tặng mấy trái ớt luôn. Ồ, bên đây hủ quà. À. Bưng hai cái tô dùm luôn. Bán đắt rồi, sáng giờ có tiền ăn hủ tiếu rồi. Bên đó thì bán trứng. Gào mồng tơi. Em mận bắp. Bán nước xong rồi mình nạo ra mình làm mứt luôn hả cô? Dạ. Rồi mình bán mứt luôn. Quá tiện, mà vừa bán nước ra uống xong còn cái là mình nạo ra mình. Dạ, chợ tháng giêng mà cái mùa này là mùa chợ ế mà. Ở đâu cũng vậy cô ơi. À, quá. À, tức là một trái dừa mình bán nhiêu tiền hả cô? Dạ 10 ngàn. 10 ngàn. Nhỏ thì 8 ngàn. Dạ. Yeah. Tức là ngày mình bán khoảng 40-50 trái á thì mày có sống được ha. Như là một ngày mình bán chừng cỡ 40-50 trung bình thôi. Sáng giờ có bán được 20 chưa? Dễ gì bán được có 200 mấy ngàn bán lẻ á. 200 mấy ngàn bán lẻ. Đó 220. À. Rồi làm thêm mứt dừa nè. Mứt dừa sáng giờ mới bán được có 1 bịch bột đó. 1 bịch là nửa ký không cô? Nửa bịch đó, nửa ký ha. Nửa ký mình bán được nhiêu tiền hả cô? 50 ngàn à, kiếm thêm ha. Dạ. Dạ. Mình ở gần đây không cô? Ở trong giá mẹo á mà. Giá mẹo, ra đây ngồi để bán dừa. Dạ. Dạ. Thôi em cầu mong cho cô ngày nào cũng mua mai bán đắt. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Nói nhiều sớm luôn. Đây là bán thức ăn gia súc cái gì các bạn. Hổm dừa. Đây mấy cái quầy bán thức ăn hả các bạn. Hủ tiếu, cháo gì vậy. Cháo, bún riêu, nùi, bánh lọt.
bạn. Mọi người trong đây đóng cửa. Bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like nha các bạn, ủng hộ chiếc xe với nha. Trong đây hầu như đóng cửa rất là nhiều cái quầy hàng đóng cửa như thế này các bạn. Này bán là tập quá không nha các bạn. Đường, sữa, đậu, giấy, ngọt gì nè. Rồi hết khu vực ở trong nhà lồng rồi các bạn. Xe cũng đã đi giáp khu vực của chợ Đông Bình này các bạn. Giờ chiếc xe xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một lượt đăng ký, bấm giờ nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nha.